Vàng miếng SJC sáng 31 tháng 5 năm 2022 giảm 100.000 đồng mỗi lượng. Exim Bank mua vào còn 68,1 triệu đồng một lượng và bán ra 69,1 triệu đồng một lượng. Tập đoàn Doji mua vào còn 68,2 triệu đồng một lượng và bán ra 69,15 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 68,2 triệu đồng một lượng và bán ra 69,2 triệu đồng một lượng. Thị trường vàng giao dịch ảm đạm, giá vàng SJC cao hơn thế giới gần 17,6 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới ngày 31 tháng 5 giảm 7 đô la Mỹ một ounce xuống còn 1.846 đô la Mỹ một ounce. Các quỹ đầu cơ đã nhanh chóng chốt lời và trang trải các vị thế bán khống của họ trên thị trường vàng khi đồng đô la Mỹ lấy lại vị thế tăng giá. Quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed một lần nữa phát đi tín hiệu diều hâu cho rằng mỗi cuộc họp nên thảo luận về việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản cho đến khi lạm phát giảm đáng kể. Các nhà đầu tư đã thực hiện bán ra lượng vàng mua vào trước đó. Báo cáo cam kết thương nhân của CFTC cho tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 5 cho thấy các nhà quản lý tiền tệ đã tăng tổng các vị thế mua đầu cơ của họ trong hợp đồng vàng tương lai trên sàn COMEX thêm 5.602 hợp đồng lên 121.174. Đồng thời, các vị thế bán giảm 12.095 hợp đồng xuống còn 60.117. Các hợp đồng dài hạn của vàng hiện ở mức 61.057 hợp đồng, tăng gần 41% so với tuần trước. Trong suốt thời gian khảo sát, giá vàng đã cố gắng tăng trở lại trên 1.850 đô la Mỹ một ounce, nhưng giá chững lại kể từ động thái của tuần trước. Giá vàng chưa sẵn sàng tăng cao hơn vì đồng đô la Mỹ có thể sẽ trải qua một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.